lăn lên xào mà đối tông lào đéo biết đi đâu nào. Ba cân mì mà đeo biết đi rồi gì. Công viên em sướng em cười như điên, yêu em đi, anh dắt em lên tầng 2, lên tầng 2 anh làm em khó thấy. Anh dắt em lên tầng 3, lên tầng 3 anh mới đè em ra. Anh dắt em lên tầng 4, lên tầng 4 em sướng em cười nữa. Kiều cùng với Tiffany ăn nó tâm mát rủ nhau nó đỏ đèn. Tụi Kiều vừa trắng vừa thon người vẫn cũng thế nhưng mà đùi vẫn cũng thế nhưng mà lại hơi đen vuông tròn rồi. Tiếp nào, tiếp tục nào. Ai bạn ở trong tù con kiến nó cắn con cù, con kiến nó cù cù, con cù nó cù con kiến cắn cù cù sườn cù. Tòa là một nơi không xa lắm đâu, lòng thành của ba bên kia con đường tàu, một là luật sư nghiêng nhưng nó kính đâu nhẹ nhàng và phán thằng kia về tội gì. Dạ con đây buôn túy ma, tội mày đáng chết cả mà 5 năm tù. Mức án tòa tuyên giật mình anh ngã ngửa, tội đéo già gì sao phạt đến 5 năm. Gắng sức mà đi có ngày anh sẽ về, yêu ơi chờ anh sẽ trở về. L là gì, là một tam giác không tên, là một cây hố không đo được chiều sâu. Vậy đó. Thôi cứ hát đi, không phải xin nhê. Tuần trích hôm nay con mẹ thằng ông cô tôi khoác ba lô, con leo qua cầu, con đi qua cầu bãi cháy, ba lô con đi về với ông bố. Bà bố tức tít gà mừng vịt, ông bố tức tít thịt lợn thịt vịt để đãi ông con. Ông con ăn xong như là ông tướng, cơm no rượu say đòi đấm ông bố. Bà bố hãi quá liền chạy vào nhà ăn hai cái tát vào mặt vào mồm và gãy mấy cây răng. Em còn máy lương cô nhỉ? Tiếp hát tiếp đi. Hát tiếp đi hả cô ơi? Hát tiếp nào? Càng hát càng có tiền. Càng hát càng có tiền. Ok, hát tiếp bài luôn đi. Hát tiếp bài luôn đi, ba gì nhỉ? Ba gì nhỉ? Lao, nhớ chưa?